Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 395. Ở cuối tập trước, sau khi hồn huyết đỏ tươi như máu kia sau khi xuất hiện liền giáng xuống, màu sắc của nó đột nhiên biến hóa, chuyển dần sang màu tím. Một lát sau, ở trên không trung phía trên pho tượng tiên tổ nơi nó giáng xuống bất ngờ biến thành màu tím. Màu tím này chính là hồn huyết của cổ tổ. Khí tức linh hồn ở bên trong càng thêm mãnh liệt, khiến cho toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc này đều bị nhuốm một màu tím. Toàn bộ hoàng thành của thủy cổ, bao gồm cả tân hoàng kế đô lúc này đều nhìn thấy giọt máu màu tím kia dung nhập vào trong pho tượng của cổ tổ. Cùng lúc đó, một luồng tử quang mãnh liệt chói mắt khuếch tán ra, tạo thành một vòng sáng màu tím. Từ trên đầu của pho tượng cổ tổ nhanh chóng tràn xuống. Trong nháy mắt, vòng sáng màu tím này đã biến mất vào trong tổ miếu ở dưới chân của pho tượng, không còn nhìn thấy nữa. Vương Lâm ngồi khoanh chân trong tổ miếu, lúc này nơi đây tràn ngập màu tím. Luồng tử quang kia hóa thành vô số điểm sáng ngưng tụ lại thân thể hắn. Cùng với giọt hồn huyết ở trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp. Sau cổ đạo tam phần thần, chính là ban thưởng của cổ tổ. Hồn huyết này chính là như vậy. Phàm là tộc nhân của cổ tộc nhìn thấy cảnh tượng tử huyết từ trên pho tượng cổ tộc hạ xuống lúc này đều chấn động tâm thần không thể tin vào những gì trước mắt. Đây là hồn huyết của cổ tổ. Nghe đồn nếu được ban cho ba giọt hồn huyết thì có thể sáng tạo ra một mạch cổ. Trong lần ban thưởng của cổ tổ này hắn đã có được một giọt hồn huyết. Chẳng lẽ chỉ cần hoàn toàn vượt qua cổ đạo tam phần thần là có thể có được hồn huyết sao? Tiếng xôn xao vang vọng thiên địa. Kế đô nhìn pho tượng cổ tổ kia, hít sâu một hơi, ngay cả hắn cùng không ngờ tới nghĩa phụ lại đạt được hồn hu vét của cổ tổ. Khi giọt máu màu tím kia biến mất, bầu trời dần dần khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu, như thể hết thảy đã kết thúc. Dù sao khi ban thưởng của cổ tổ giáng xuống thì lúc này tam tôn thất kiếp đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng ngay trong nháy mắt khi ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người, chỉ thấy trên bầu trời dị biến lại xuất hiện khiến càng nhiều tiếng kinh hô xôn xao vang lên từ trong các góc của hoàng thành thủy cổ này. Vẫn chưa chấm dứt, bầu trời vẫn tiếp tục biến hóa. Sự ban thưởng của cổ tổ vẫn chưa chấm dứt. Màu tím, lại là màu tím. Không thể nào có chuyện hồn huyết vẫn còn giáng xuống. Tiếng xôn xao nổi lên kinh thiên, trong khi tất cả tộc nhân đều không thể tin, bọn họ chứng kiến màu tím trên không trung vốn đã tiêu tan nhưng trong nháy mắt lại tỏa ra hào quang chói mắt. Ở cuối bầu trời như xuất hiện một cơn lốc xoáy màu tím. Cơn lốc xoáy này không ngừng chuyển động, ở chính giữa như có một cái hố đen. Cái hố đen kia chính là chỗ tử quang nồng đậm nhất. Dần dần, một giọt máu tươi màu tím chậm rãi hạ xuống, ngay khi nhìn thấy rõ giọt máu màu tím này. Gần như tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ ngược trời. Lại là hồn huyết. Hai giọt, hắn đã có được hai giọt hồn huyết. Giọt hồn huyết kia chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dung nhập vào đầu pho tượng của cổ tổ. Lóe lên tử quang, nhanh chóng tràn xuống, biến mất bên trong tổ miếu. Tiếng xôn xao vẫn nổi lên liên tục. Ở xung quanh Vương Lâm sâu trong tổ miếu, những điểm sáng màu tím càng ngày càng nhiều, rất nhanh ngưng tụ lại thân thể hắn lần lượt biến mất vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng, ngay khi đem toàn bộ những điểm sáng màu tím kia dung nhập vào thân thể, trong thân thể Vương Lâm đã có được ba giọt hồn huyết. Bỗng nhiên hắn mở mạnh hai mắt. Ngay khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy pho tượng cổ tổ kia bùng phát ra hào quang màu tím mãnh liệt. Nguyên thần của Vương Lâm lúc trước bao trùm pho tượng này bị tử quang vờn quanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ lại. Dần dần từ bên ngoài pho tượng này co rút lại, biến mất ở bên trong tổ miếu, không thấy bóng dáng. Bầu trời chậm rãi khôi phục lại như thường, không còn một chút màu tím nào nữa. Pho tượng cổ tổ kia cũng bình thường trở lại, vẫn ngước nhìn thiên địa như trước, thần sắc khinh thường, mang theo một vẻ khinh miệt và liều lĩnh. Khi những sự dị thường trong thiên địa biến mất, rất nhiều tộc nhân trong hoàng thành thủy cổ cũng dần dần bình tĩnh trở lại từ trong nỗi khiếp sợ. Chỉ là đáy lòng họ đậy sóng ngợp trời, nhưng thân sắc bên ngoài cũng cố gắng nén lại. Ánh mắt họ nhìn về phía tổ miếu lộ ra những hàm ý khác nhau, có ghen ghét, có hâm mộ. Có sự phức tạp, có vẻ cảm khái trong tổ miếu, ở phía trước Vương Lâm. Nguyên thần đã ngưng tụ lại từ trên pho tượng cổ tổ đang lơ lửng dần dần chồng lên thân thể hắn. Sau khi dung hợp, thân thể khô héo của Vương Lâm như được cung cấp sức sống vô tận, nhanh chóng khôi phục lại. Trong vòng vài nhịp thở, thân thể từ lúc như một cái xác khô đã khôi phục lại như thường, nhưng cũng không còn giống như trước khi bước vào tổ miếu, mà sức mạnh ẩn chứa bên trong đã khác biệt vô số lần. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự biến hóa của nguyên thần trong cơ thể. Nguyên thần hắn rất mạnh, thần thức tản ra chẳng những có thể bao trùm toàn bộ mặt đất của cổ tộc. Thậm chí ngay cả vùng trũng không lồ hình thành sau khi nước biển mênh mông bay lên không trung cũng bị thần thức này tràn ngập. Thần thức hùng mạnh như vậy, cần phải là một nguyên thần gần như bất diệt mới có thể tạo ra được. Hiện giờ, nguyên thần của Vương Lâm sau ba lần tan vỡ rồi dung hợp lại đã đạt tới một trình độ khó tin. Hắn có thể cảm nhận được quy tắc trong thiên địa, có thể cảm nhận được sự vận chuyển của vạn vật, thậm chí có thể thấy được quỹ đạo lưu chuyển của thời gian. Cũng hùng mạnh thêm không chỉ có nguyên thần của hắn mà còn có thân thể. Thân thể hắn vốn đã cực kỳ cường hãn, nhưng hiện giờ lại càng cường đại hơn.
Cái cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh này khiến cho Vương Lâm cảm thấy có thể đánh một quyền phá nát bầu trời. Không biết trạng thái lúc này của ta so với cổ đạo đại thiên tôn thì hơn kém thế nào. Trong lúc thì thào, Vương Lâm đứng lên đi ra ngoài tổ miếu. Sau 100 năm, đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài tổ miếu, từng bước bước đi. Ngay khi hắn ra khỏi tổ miếu, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, chiếu vào trong mắt hắn. Hắn nhìn bầu trời, nhìn thấy gợn sóng cách đó vạn dặm. Nhưng hắn lại không nhìn thấy sư tôn Huyền La. Huyền La, ngay khi giọt hồn huyết thứ hai giáng xuống đã rời đi. Hắn không muốn gặp Vương Lâm, yên lặng xoay người rời đi, đi về phía đạo cổ. Hắn tới đây chính là giúp Vương Lâm hộ pháp, lúc này hộ phép đã xong, hắn không biết sau khi gặp lại Vương Lâm, bản thân phải nói những gì, chỉ có thể rời khỏi. Nhìn bầu trời, nhìn về phía Huyền La rời khỏi. Vương Lâm trầm mặc, trong mắt hắn không hề có vẻ phức tạp, mà là một sự nhu hòa. Trước khi đi, phải tới bái kiến sư tôn một lần, Vương Lâm nhẹ giọng tự nói. Đạp Thiên Kiều, không biết hiện giờ ta có thể bước lên cây câu thứ tư hay không. Nhưng bất kể thế nào thì việc này cũng đã xong, thời gian tới khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra còn 300 năm. 300 năm này, ta không định ở lại Đại Lục Tiên Cương, ta muốn về nhà mang Uyển Nhi về nhà. Vương Lâm thu ánh mắt đang nhìn trời lại, xoay người hướng về phía Hoàng Cung bước đi. Hắn đã từng đồng ý với Kế Đô tới chứng kiến hắn trở thành Hoàng Tôn. Trong Hoàng Cung, thiên địa không một chút dao động, nhưng thân ảnh Vương Lâm từ trong hư không đi ra một cách quỷ dị. Trước ánh mắt của vô số tộc nhân trong Hoàng Cung này nhìn lại, Vương Lâm nhìn Kế Đô, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi sẽ là một Hoàng Tôn ưu tú. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Kế Đô kinh ngạc nhìn Vương Lâm, hắn có thể cảm nhận được nghĩa phụ muốn rời khỏi. Là một Hoàng Tôn tốt, dẫn dắt tộc nhân của ngươi ngày càng hùng mạnh. Vương Lâm giơ tay phải lên hướng lên mặt đất của đại điện tung một chảo, lập tức chiếc mũ vua đang đặt trên ngai vàng tự động bay lên, lao ra khỏi đại điện bay thẳng tới Vương Lâm, bị hắn bắt lấy. Hắn lại vung một cái, chiếc mũ này bay về phía Kế Đô. Chậm rãi hạ xuống trên đỉnh đầu hắn, khiến cho Kế Đô đang mặc hoàng bào này trong khoảnh khắc này đã trở thành Hoàng Tôn chính thức. Trong lúc mỉm cười, Vương Lâm xoay người bước về phía hư không ở đằng xa, biến mất khỏi hoàng thành thủy cổ này. Biến mất ở trước mắt mọi người, biến mất ở trước mắt Kế Đô. Nghĩa phụ. Kế Đô hướng về phía Vương Lâm rời khỏi hô lớn lên một tiếng, một sự đau thương ly biệt dâng lên trong lòng hắn. Hắn vĩnh viễn không thể quên được tất cả những gì mình có được lúc này đều là nhờ Vương Lâm. Vương Lâm đã đi rồi. Hắn rời khỏi thủy cổ nhất mạch, ở giữa thiên địa nhìn về phía tiên tộc, nhìn về chỗ của Thất Đạo Tông. Sau khi trầm mặc ít lâu, hắn đi về phía hoàng thành của đạo cổ mà hắn đã rời khỏi 200 năm trước. Bên trong hoàng thành của đạo cổ, hắn đi tới ngoài Huyền La ra không ai phát hiện ra. Ở hậu sơn của đạo cổ điện, trong căn phòng hắn đã từng ở ít lâu, Vương Lâm nhìn thấy Huyền La. Sư đồ hai người ở trong căn phòng sau khi trầm mặc thật lâu, trên mặt Huyền La hiện lên một nụ cười. Đã về rồi sao? Đệ tử bái kiến sư tôn. Trong căn phòng, Vương Lâm tìm được sự ấm áp mà hắn đã xa cách suốt 200 năm. Hắn đã quên bản thân hiện giờ đã là một cao thủ có thể so với cổ đạo. Trong mắt hắn Huyền La là sư tôn, còn hắn là đệ tử. Hậu sơn của đạo cổ điện giống như là một đào viên. Vương Lâm đã ở lại nơi này 3 năm. 3 năm này đối với Vương Lâm mà nói giống như là một hồi lắng đọng tâm linh, khiến cho hắn dần dần hoàn toàn điều khiển được thực lực vừa tăng vọt. Hắn làm bạn bên cạnh Huyền La, vì Huyền La đã bỏ qua việc chuyển thế, nên sau 3 năm, ở trước mắt Huyền La. Vương Lâm hướng về Huyền La vái một cái rồi xoay người bay lên trời. Huyền La nhìn đệ tử này của hắn, hắn biết lần này Vương Lâm rời đi, có lẽ 300 năm sau mới có thể gặp lại. Thân ảnh Vương Lâm biến mất giữa thiên địa, ở một nơi rất gần vùng trũng do mặt biển mênh mông dâng lên không hóa thành, trong một ngọn núi sâu. Vương Lâm đem nguyên thần và tu vi của mình sau khi dung hợp đã đạt tới đỉnh phong, hắn lại muốn bước lên Đạp Thiên Kiều. Với tu vi của hắn hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua giới hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thiên địa hư ảo kia, trải qua quá trình đạp thiên. Mấy ngày sau, một gợn sóng vô hình từ trong núi sâu khuếch tán ra bốn phía, sau khi tạo nên một uy áp mà cho dù là Đại Thiên Tôn cũng khó có thể bước vào. Vương Lâm xuất hiện ở vùng đất đạp thiên mà hắn rất quen thuộc. Bầu trời vẫn mông lung, mặt đất bị sương mù lượn lờ, cũng vô cùng mơ hồ. Không nhìn được quá xa, ở phía trước hẳn có 6 cây cầu. Mỗi cây cầu ở phía sau lại càng lớn hơn. Nhất là ở phía sau cây cầu cuối cùng là một khung ánh hư ảo, khiến cho Vương Lâm khi nhìn tới như bị chim đắm vào bên trong. Ở phía sau hẳn có 3 cây cầu. Vị trí của hắn lúc này chính là ở trước cây cầu thứ 400 năm trước, nơi hắn đã đạp vào khoảng không. Hồi lâu sau, hắn thu ánh mắt nhìn khung cảnh hư ảo ở phía sau cây cầu thứ 9 lại. Nhìn cây cầu thứ 4 khổng lồ ở dưới chân, giơ chân phải lên, hạ xuống một bước. Trừ bản thân Vương Lâm ra, chưa ai biết được hắn đã từng vượt qua Đạp Thiên Kiều. Dù là cổ đạo Đại Thiên Tôn trên cổ đạo Sơn đã từng đi tới cây câu thứ 6 cũng không thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng Vương Lâm đã đi lên Đạp Thiên Kiều một lần nữa, đã vượt qua cây cầu thứ 5.
Còn về việc đối phương có vượt qua cây cầu thứ 6 hay không thì hắn không phát hiện ra được. Bởi vì cực hạn của hắn chính là cây cầu thứ 5. Bên ngoài thâm sơn trong vùng bình nguyên do biển rộng mênh mang bay lên hóa thành. Tầng tầng sóng gợn lan ra mấy tháng, uy áp trong sóng gợn này tiêu tán, Vương Lâm từ trong đó bình tĩnh đi ra. Hình dáng và thần sắc hắn so với mấy tháng trước cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dần dần phát hiện ra. Giờ phút này Vương Lâm hệt như phàm nhân, trong thân thể không hề có chút dấu vết vận chuyển. Hắn mặc trường sam màu trắng, đứng bên ngoài vùng bình nguyên do biển rộng mênh mông biến thành. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt đất cổ tộc. Sau nửa ngày bỗng nhiên xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng bay thăng về phía tiên tộc. Người điên, năm đó ta đã từng thề trước khi rời khỏi hoàng cung trong tổ thành là phải cứu ngươi ra. Nếu ngươi muốn cùng ta rời đi thì tiên cương đại lục này không ai có thể ngăn cản ngươi. Nếu ngươi lựa chọn trở thành tiên hoàng thì cũng không phải là tiên hoàng ngủ say không thức tỉnh. Còn cả Tư Đô, Thanh Thủy, 13, Đầu To, Hồng Diệp. Các ngươi cũng ở trên tiên cương đại lục này nhưng lại không phải ở cổ tộc. Như vậy nhất định đã chuyển thế trên mặt đất tiên tộc. Lúc này ta sẽ tìm được các ngươi. Còn cả Lý Thiến Mai. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ một tia phức tạp. Vừa than khẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần so với lần trước khi hắn qua đây mà đi, lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng ta phải trở về Thất Đạo Tông, trở về Chu Tước Tinh trong động phủ giới. Nơi đó là nhà ta. Cả đường Vương Lâm không hề dừng lại, lao nhanh đi. Sau thời gian mấy ngày hắn thấy được cơn gió lốc khôn cùng do nước biển đựng thẳng lên giữa trung tâm của biển rộng mênh mông. Từ rất xa đã có thể nghe được tiếng ầm ầm của cơn lốc này. Càng tới gần lại càng có thể thấy được bởi sự chuyển động không ngừng trong hơn 200 năm của nó mà hình thành vô số vết nứt không gian. Thậm chí còn có một luồng uy áp từ trong cơn lốc này tràn ra, lan tỏa về bốn phương tám hướng. Hơi nước biển từ đó lan ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp bốn phía lại càng kinh thiên động địa. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cơn lốc này, nhìn chính cây cột hình thành cánh cửa lớn sâu trong đó, ánh mắt lóe sáng. Hắn biết sau 300 năm, vào một khắc ánh cửa này sẽ mở ra, mình sẽ trở lại. Mang theo Lý Mộ Uyển tiến vào bên trong, dùng lực lượng luân hồi khiến Lý Mộ Uyển sống lại, đồng thời ra khỏi luân hồi. Ở nơi đó có lẽ ta sẽ tìm ra được một sự thật. Vương Lâm thì thào, cất bước chuẩn bị xuyên qua cơn lốc này. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn giơ chân lên, đột nhiên Vương Lâm ngẩng đầu. Bầu trời u ám, bởi cơn lốc này không ngừng chuyển động tạo thành. Bốn phía vẫn ầm vang như trước, giống như không có tiếng động nào khác. Tất cả đều vô cùng bình tĩnh, giống như không có gì dị thường, nhưng Vương Lâm lại nhìn lên bầu trời, không cất bước rời đi mà đứng đó như chờ đợi điều gì. Mười nhịp thở trôi qua, trên bầu trời u ám kia bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc. Âm thanh này chói tai, kinh thiên động địa, át cả tiếng cơn lốc đang rít gào nơi này, khiến cho thiên địa chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy một khe hở rất lớn bất ngờ bị xé ra trên bầu trời. Rất nhiều sương mù từ trong cái khe điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Đồng thời một thân ảnh mơ hồ từ trong cái khe bước ra. Cổ đạo. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn sương mù đang quay cuồng trên bầu trời, khiến bầu trời u ám lúc này trở thành một thế giới của sương mù, nhìn thân ảnh đang bước ra, chậm rãi nói. Vương Lâm. Thân ảnh trong sương mù dần dần đi ra nhưng mãi vẫn không rời khỏi đám sương mù mà ở bên trong, cất tiếng khàn khàn nói. Cảnh tượng này có ý nghĩa vô cùng trọng yếu trên tiên cương đại lục. Đây là hai người cực mạnh của tiên cương đại lục lần đầu tiên đối mặt. Đây là tuyệt thế cường giả cùng ở cảnh giới nửa bước đạp thiên lần đầu tiên chạm mặt nhau. Còn về chuyện năm đó trên cổ đạo sơn, bởi vì tu vi bất đồng cho nên chỉ ở xa xa, còn lâu mới giống như giờ phút này. Ngươi đã biết trước là ta sẽ tới. Thân ảnh trong sương mù trầm mặc một lát rồi nói. Vương Lâm thong dong đứng đó, ý phục tung bay trong gió. Mái tóc bạc phất phơ, nhìn thân ảnh trong sương mù, gật đầu. Lần thứ hai ngươi đi lên đạp thiên kiều đã đi qua được mấy cây cầu. Cổ đạo trong sương mù trầm mặc lần nữa, hồi lâu than khẽ, chậm rãi nói. Việc này không quan trọng, quan trọng là mục đích ngươi tới là gì. Vương Lâm mỉm cười, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể giết hậu nhân của cổ tổ là Diệp Đạo. Có thể tùy ý đưa người khác lên làm hoàng tôn, thậm chí có thể làm tất cả mọi việc ngươi muốn ở cổ tộc. Nhưng ngươi không thể rời cổ tộc. Thân ảnh cổ đạo trong sương mù bao phủ cất giọng khàn khàn nói. Không thể rời khỏi cổ tộc sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trừ phi ta ngăn không được, nếu không ngươi sẽ không thể rời khỏi cổ tộc. Thân ảnh trong sương mù truyền ra giọng nói già nua. Ta sẽ không ngăn cản ngươi lâu đâu, 300 năm. Ngươi chỉ cần tiếp tục ở lại cả tộc 300 năm. Đợi khi thái cổ thần cảnh mở ra thì ngươi có thể tùy ý rời đi. Cho ta một lời giải thích đi. Vương Lâm hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Không có giải thích gì, ta không cho ngươi đi thì ngươi nhất định phải lưu lại. Nếu không thì thắng ta đi. Cổ đạo trong sương mù cất giọng âm trầm. Vương Lâm nhướng mày, nhìn thoáng qua thân ảnh trong sương mù. Trên cổ đạo sơn ngươi mượn uy áp giúp ta dung hợp tiên cổ. Đây là một. Trong đạo cổ hoàng thành, ta giết Diệp Đạo.
Với tu vi của ta lúc đó, nếu ngươi ra tay thì ta không có phần thắng, nhưng ngươi lại trầm mặc, đó là hai. Ở thủy cổ nhất mạch, Kế Đô trở thành tân hoàng tôn, ngươi không ngăn cản, đó là ba. Vương Lâm, ta cả đời ân oán rõ ràng, bởi ba lần này ta có thể không cần ngươi giải thích, tiếp tục ở lại cổ tộc 100 năm. Nhưng 200 năm còn lại ta sẽ rời đi. Vương Lâm chậm rãi nói. Thân ảnh trong sương mù trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. 100 năm không đủ, phải chờ tới khi thái cổ thần cảnh mở ra. Vương Lâm, ta không muốn giao chiến với ngươi. Lão Phu đã rất lâu không ra tay với người khác rồi. Ta chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại 300 năm, từ đó về sau ngươi có thể rời đi, thậm chí ta còn có thể báo đáp. Cổ đạo trong sương mù cất giọng khàn khàn nói. Vương Lâm cũng không muốn ra tay với cổ đạo. Quan hệ của hai người rất là phức tạp, Vương Lâm không muốn ra tay. Trừ phi đúng là đối phương đã hoàn toàn quyết định muốn mình lưu lại, không còn cách nào thương lượng. Ta có một nghi vấn, với tu vi của ngươi có thể quét ngang tất cả cường giả tiên tộc. Nếu vậy tại sao lại còn để tiên tộc tồn tại? Vương Lâm đột nhiên mở miệng. Cổ đạo trong sương mù lại trầm mặc một lần nữa. Vấn đề này là nghi vấn của rất nhiều cường giả cổ tộc, cùng là nghi vấn của rất nhiều tu sĩ tiên tộc. Vô số năm qua chưa ai biết được đáp án, cũng không ai dám tự mình đi hỏi cổ đạo. Cổ tổ ban thưởng cho ta, không giống ngươi. Hồi lâu sau, giọng nói của cổ đạo truyền ra từ sương mù, mang theo vẻ phức tạp. Vương Lâm nhìn cổ đạo trong sương mù, ánh mắt lộ vẻ suy tư, hình như đã hiểu ra điều gì. Được rồi, Vương Lâm không chiến thắng ta thì ngươi phải lưu lại, không có lựa chọn thứ ba đâu. Sương mù bao phủ cả đạo bỗng nhiên quay cuồng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dung hợp cùng với tiếng ầm vang của cơn lốc, hóa thành sóng âm kinh thiên động địa, giống như phối hợp với lời nói này, hình thành một luồng uy nghiêm vô thượng trong thiên địa. Ngươi muốn đánh vậy thì đánh đi. Vương Lâm ngẩng phắt đầu, hai mắt bừng sáng. Nếu đã không tránh được vậy thì hôm nay hắn muốn biết mình và cổ đạo ai mới là kẻ mạnh nhất tiên cương. Trận chiến này là trận chiến đỉnh cao đầu tiên trên tiên cương đại lục sau khi tiên tổ, cổ tổ biến mất. Cổ đạo cường giả mạnh nhất tiên cương, vô số năm trước đã bước vào đạp thiên cảnh, tuy rằng dừng lại ở cây cầu thứ 6 nhưng chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Hắn cũng là người duy nhất từng đánh chết đại thiên tôn. Vương Lâm tiên cổ dung hợp, con đường tu hành của hắn còn chưa tới tận cùng, gần như ngay sau khi hai chân thân hoàn chinh đã tiến vào nửa bước đạp thiên cảnh. Chính hắn cũng không biết sau khi hư bôn nguyên chân thân hoàn chinh thì hắn sẽ đạt tới trình độ gì. Mà hắn còn có phần thân trong hư vô, trải qua thời gian mấy năm này đã gần như trưởng thành, một khi dung hợp với Vương Lâm sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt khi thân ảnh cổ đạo trong sương mù quay cuồng, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cổ đạo đại thiên tôn bỗng nhiên bước từng bước tới hướng Vương Lâm, vừa bước đi, sương mù bên ngoài thân thể hắn tràn ra ngập trời, không ngừng khuếch tán về bốn phía, hóa thành một vụ thú khổng lồ. Ngửa mặt lên trời gầm giống kinh thiên động địa. Hình dáng vụ thú này kỳ dị, có chín đầu. Thoạt nhìn khá giống các cùng mà Vương Lâm nhìn thấy ở vùng đất cổ thần năm xưa. Chín đầu gầm giống, lộ vẻ hung tán, đồng thời một khí tức tang thương xa xưa bỗng nhiên tràn dạ, giống như vụ thú này có linh hồn đã tồn tại qua vô số năm tháng vậy. Cổ đạo đại thiên tôn trong vụ thú cất bước, giơ tay phải lên điểm một chi. Đầu ngón tay cũng có sương mù bao phủ nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy móng tay tỏa ra hàn quang. Một chỉ này điểm ra khiến Vương Lâm nhìn thấy cả thiên địa bỗng nhiên đại biến, trên thiên không có vô số sợi tơ nhỏ bao phủ. Mặt đất cũng như vậy, toàn bộ thiên địa lúc này tràn ngập quy tắc. Những sợi tơ quy tắc này giống như bị dẫn dắt, điều khiển đồng loạt quấn về phía Vương Lâm. Thần thông thuật phong vân lôi điện thậm chí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bất ngờ biến ảo ra bốn phía Vương Lâm, ẩm ẩm lao thẳng về phía hắn. Khi tới gần, vô số thần thông này ngưng tụ lại, hình thành một ngón tay hư ảo do vô số sợi tơ quy tắc tạo thành, mang theo lực lượng hủy diệt của móng tay điểm vào mi tâm Vương Lâm. Cổ đạo đại thiên tôn là người mạnh nhất tiên cương đại lục, tu vi khó lường, đã bao nhiêu năm nay chưa hề ra tay. Lúc này xuất ra một chỉ, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, còn có dấu hiệu như trời long đất lở, khiến cho cơn lốc nước biển ở bên cạnh cùng không thể chịu đựng được, bị hõm sâu xuống. Tóc bạc trên đầu Vương Lâm tung bay, ở phía trước hắn, một chỉ của cổ đại đại thiên tôn kia xuất ra ngưng tụ sức mạnh của phong vù lôi điện, có thể nhìn thấy lôi đình âm vang. Điện quang hình vòng cung xẹt qua xẹt lại, mây mù hiện lên. Trong khi va chạm truyền ra tiếng nả ầm ầm, hóa thành vô số hạt mưa, khiến cho một chỉ này trở nên hỗn độn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng trong màn phong vũ lôi điện này, chỉ thấy sức mạnh ngũ hành bỗng nhiên nổi lên. Kim mộc thủy hỏa thô so với chân thân ngũ hành bôn nguyên của Vương Lâm không kém chút nào. Vì thế một chỉ này có thể nói giống như là đoạt tạo hóa của thiên địa, đủ để giết chết một đại thiên tôn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Sự hùng mạnh của cổ đạo hắn đã sớm chuẩn bị trong tâm lý, mặc dù một chỉ tùy ý này cũng có thể đánh chết một đại thiên tôn, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thủy chung chắp tay trái ở sau lưng, có một khí chất không nói nên lời tồi tại.
hai chân hắn chưa hề động đậy. Ngay khi một chỉ này tới gần, hắn giơ tay phải lên hướng về một chỉ hư ảo kia bỗng nhiên điểm tới. Động tác của hắn cũng rất tùy ý, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này như chút không đối xứng. Một chỉ hư ảo của cổ đạo kia cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn như có thể phá nát toàn thân Vương Lâm. Mà một chỉ đối kháng lại của Vương Lâm so sánh với nó thật chênh lệch quá lớn. Nhưng ngay khi Vương Lâm vươn ngón tay ra, vô số những sợi tơ quy tắc hiện ra trong thiên địa nhất tề chấn động. Sự chấn động của những sợi tơ này người ngoài không nhìn thấy, nhưng trong mắt của cổ đạo cũng có thể phát hiện rõ ràng. Chỉ thấy vô số những sợi tơ nhỏ kia trong khi chấn động, bất ngờ vỡ vụn ra. Toàn bộ tan vỡ ở giữa thiên địa này, khiến cho trong nháy mắt thiên địa không còn một sợi tơ quy tắc nào nữa. Khiến cho bốn phía, giờ phút này đã trở thành một không gian không tồn tại quy tắc. Một chỉ này hạ xuống, va chạm với một chỉ hư ảo của cổ đạo kia. Thiên địa ầm vang, một tiếng nổ đủ để át đi tiếng gào thét của cơn lốc nước biển kia bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại phía sau ba bước, ngã mạnh đầu. Chỉ thấy một chỉ hư ảo của cả đạo kia dừng lại. Ở bên trong có một luồng hắc khí tiết ra, khiến cho một chỉ này ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh, toàn bộ thần thông ở bên trong hoàn toàn vỡ nát. Ngay khi ngón tay hư ảo kia tan nát, thân ảnh cổ đạo bên trong con vũ thú chín đầu do sương mù nồng đậm hóa thành ở đằng sau cũng chấn động, lùi lại phía sau ba bước. Một kích thăm dò của hai người này không ngờ bất phần thắng bại. Ngay khi hư ảnh của cổ đạo trong đám sương mù lùi lại, Vương Lâm ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên, bất ngờ bước tới mấy bước, hắn giơ tay phải lên. Ngay khi nguyên thần trong cơ thể vận chuyển tràn ngập toàn thân, chỉ thấy ở trên tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều làn khỏi màu xanh. Những làn khỏi này lượn quanh năm ngón tay của hắn, nhanh chóng hóa thành những vòng khỏi màu xanh. Một cảm giác nóng đến cực điểm từ trên tay Vương Lâm đột nhiên tràn ra. Bát cực đạo. Hai mắt của thân ảnh cổ đạo bên trong vũ thú chín đầu sững lại. Cực thủy đạo. Ở trên tay phải Vương Lâm, năm loại sức mạnh kim mộc thủy hòa thổ bỗng nhiên hiện ra, bất ngờ tạo thành thần thông bát cực đạo của tiên tổ. Mặc dù Vương Lâm vẫn còn chưa học được toàn bộ bát cực đạo, nhưng với trình độ đã bước được nửa bước vào cảnh giới đạp thiên như hắn hiện giờ, so với tiên tổ cũng không kém nhiều. Vì thế, bát cực đạo từ trong tay hắn thi triển ra đã đạt tới một trình độ gần như tiên tổ. Vô số vòng khỏi sáng bất ngờ hiện ra ở trước người Vương Lâm. Theo tay phải hắn đánh một đòn vào hư không, những vòng sáng kia lập tức đồng loạt lóe lên, lao thẳng tới vũ thú chín đầu kia. Chỉ là ngũ cực đạo, chỉ thần thông này thôi nhưng cũng không do đếm được uy lực kinh thiên của nó. Khi Vương Lâm bước lên đạp thiên kiêu lần thứ hai, qua cây câu thứ năm kia nhìn thì có vẻ rất nhanh, nhưng thực tế cùng đã trải qua vô số năm, đã giác ngộ được tam cực cuối cùng thuộc về chính mình. Cực địa đạo. Vương Lâm đi về phía vũ thú chính đầu, thần sắc ung dung, giống như một nhất đại tông sư. Tay phải hắn tung một quyền xuống mặt đất, chỉ thấy bổn địa khổng lồ tạo thành do nước biển bay lên lúc này ầm ầm chấn động, sụp đổ rất nhiều. Một luồng địa khí phun ra, địa khí này rất bần, tràn ngập bốn phía, nhất là ở trong đó tràn ngập rất nhiều âm khí tử vong, đó là do những sinh linh chết đi ở trong nước biển qua vô số năm biến thành. Địa khí tràn ngập thiên địa, bất ngờ hình thành một vòng sáng màu xám khổng lồ. Vòng sáng này chỉ có một, xuất hiện ở trên mặt đất, nhanh chóng bay lên trên, trong lúc bay đi không ngừng co lại, bộc phát ra một uy lực kinh thiên. Đồng từ trong hai mắt cổ đạo bên trong vũ thú chín đầu kia co rút lại. Hiển nhiên đối với sự hùng mạnh của Vương Lâm cùng với thần thông mà hắn thi triển, cho dù là hắn cũng phải ngưng trọng. Rốt cuộc hắn đã đi qua được mấy đạp thiên kiều. Ánh mắt cổ đạo lóe lên, lúc này không nghĩ ngợi, giơ tay phải lên bấm quyết chỉ vào hư không. Lập tức vũ thú chín đầu bên ngoài thân thể hắn ngửa mặt lên trời giống lên, tạo nên vô số gợn sóng khuếch tán ra. Còn có chín đạo hào quang khác nhau bất ngờ từ trên chín cái đầu này phát ra. Cực thiên đạo. Trong lúc bước về phía trước, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời u ám kia bất ngờ như muốn sụp đổ, từng trận hào quang chói mắt lóe lên. Một chỉ của Vương Lâm hóa thành trưởng, hướng lên bầu trời túm mạnh một cái. Một chảo này như nắm lấy toàn bộ ánh sáng của bầu trời. Một chảo này hạ xuống khiến cho bầu trời u ám kia trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, ở dưới bầu trời này xuất hiện một vòng sáng giống như là một mặt trời. Vòng sáng này hướng về phía vũ thú chín đầu kia nhanh chóng lao tới. Bát cực đạo của riêng Vương Lâm hiện giờ ngoài một đạo cuối cùng thì toàn bộ đều đã hoàn thành. Kim mộc thủy hòa thổ, còn thêm hai cực thiên địa. Hóa thành vô số vòng sáng hướng về phía vũ thú kia. Vũ thú chín đầu kia gào thét, ánh sáng chín màu lóe lên. Bất ngờ ở xung quanh nó hóa thành một cầu vồng chín màu. Không ngừng lượn quanh, hào quang chín màu này tản ra. Bỗng nhiên đối kháng với thần thông bát cực đạo của Vương Lâm. Ngay sau đó, cổ đạo bên trong đám sương mù duỗi mạnh hai tay ra, trong nháy mắt. Ở xung quanh vũ thú chín đầu lập tức có mấy trăm quả cầu xương bỗng nhiên xuất hiện. Trong một mùi quả cầu xương đều ẩn chứa lực lượng đủ để giết chết một dược thiên tôn, thậm chí ngay cả đại thiên tôn đối mặt với mấy trăm quả cầu xương này cũng phải kinh hãi.
Ngay khi mấy trăm quả cầu xương này xuất hiện, chúng bất ngờ tan vỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này hóa thành hàng ngàn hàng vạn, vô cùng dày đặc lơ lửng ở bốn phía. Cùng với hào quang của vũ thú chín đầu và câu vòng chín màu ở bên cạnh đối kháng với bát cực đạo của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ không trung trên bổn địa mênh mông. Chỉ thấy sau khi ngũ hành cực đạo kia tan nát, vòng sáng do cực thiên đạo và cực địa đạo biến thành xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, đánh lên thân thể của vũ thú kia. Vũ thú kia phát ra tiếng thét thê lương, thân thể khổng lồ run lên. Thân ảnh Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện, sau khi thi triển bát cực đạo vừa một phút ổi, hắn không chút chần chừ. Tốc thần mạch trong cơ thể toàn lực vận chuyển, khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo tăng vô số lần, bước tới một bước, biến mất tăm. Lúc xuất hiện, Vương Lâm không tạo ra một tiếng động nào, nắm tay phải lại. Đánh ra một quyền thiên địa ầm vang, một hư ảnh nắm tay rất lớn lao thẳng tới thân thể vũ thú kia. Sau khi đánh ra một quyền, Vương Lâm cũng không nhìn kết quả, mà thân thể nhoáng lên một cái, lại biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã ở đằng sau cổ đạo bên trong sương mù, cùng hung hăng đánh tới một quyền. Ngay khi một quyền này đánh xuống, cổ đạo xoay mạnh người, ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm lảo đảo. Bắn ra khỏi đằng sau thân thể vũ thú, nhưng cổ đạo cũng kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo của hắn bốc lên khỏi xám. Một quyền này của Vương Lâm cũng không dễ dàng triệt tiêu, từ lúc cổ đạo ra tay. Hắn đã tiến hành tính toán một lượt, một quyền này chính là có mục đích của hắn. Chỉ thấy một quyền kia ầm ầm xuất ra, lại cùng với một quyền mà hắn đánh ra lúc trước ở trước người vũ thú. Lấy vũ thú làm trung tâm, va chạm lẫn nhau, bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm, chúng như hợp thành một cơn cuồng phong quét ra, xé rách thân thể của vũ thú này. Nhưng dù sao cổ đạo cùng là người mạnh nhất tiên cương, gần như ngay khi Vương Lâm bị hẳn vung tay áo cuốn đi, chỉ thấy hơn một vạn quả cầu xương di chuyển xung quanh vũ thú nhất tề lao thẳng tới Vương Lâm, không ngừng đánh lên thân thể hẳn. Vương Lâm cũng không thể nào né tránh, bị toàn bộ những quả cầu xương này đánh lên người. Một quả cầu xương có thể đánh chết Dược Thiên Tôn. Hơn một vạn quả cầu xương đồng thời nổ tung tạo nên một lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa. Ngay khi hơn một vạn quả cầu xương này đánh tới, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên nhắm lại, tay phải hắn điểm mạnh lên mi tâm. Cực mệnh đạo. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra, lộ ra hai đạo hào quang quỷ dị, u quang từ trong mắt hắn lan ra. Ở phía trước người hắn hóa thành một vòng sáng u ám, lập tức vờn quanh bốn phía, tạo thành một tầng phòng hộ. Tiếng ầm ầm như có hàng trăm vạn thiên lôi đồng thời nổ vang, chấn động cả bồn địa mênh mông này, còn khuếch tán về phía tiên tộc và cổ tộc. Thậm chí cơn sóng âm này trong khi khuếch tán ra, còn dẫn động cả quy tắc của thiên địa, khiến cho toàn bộ tiên cương đại lục, ở tất cả mọi nơi phong vân đều biến sắc. Đạo Nhất Tông, Đế Sơn ở Tổ Thành, Tử Dương Tông, còn có vùng đất toàn băng tuyết ở Bắc Châu, bốn đại thiên tôn của tiên tộc trừ Liên Đạo Phi đang ở những nơi này lúc này đều chấn động tâm thần, cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa. Cảm nhận được sự va chạm của hai luồng khí tức kinh thiên từ bồn địa mênh mông kia truyền tới. Cổ đạo ra tay. Trong đó một người là cổ đạo, còn người kia rất quen thuộc, cổ đạo giao chiến với người khác mới có thể sinh ra cảnh tượng như vậy. Khí tức giao chiến với cổ đạo này là Vương Lâm. Bốn đạo cầu vồng từ trên vùng đất của tiên tộc nhất tề bay lên, lao thẳng tới bồn địa mênh mông. Cùng lúc đó, trên vùng đất của cổ tộc, Huyền La, Tống Thiên, còn có đại thiên tôn của cực cổ nhất mạch vẫn rất thần bí kia đều phát hiện và cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, cảm nhận được sự biến hóa của bầu trời. Ba người không cần nghĩ ngợi, toàn bộ bay lên trời, hướng về phía vùng bình nguyên mênh mông nhanh chóng lao tới. Hầu như toàn bộ đại thiên tôn của tiên cương đại lục đều bị kinh động, giờ phút này hóa thành cầu vồng bay tới, từ những địa phương bất đồng lao thẳng lên bầu trời, bay về phía vùng bình nguyên kia. Ở cổ tộc có ba đạo cầu vồng gào thét lao đi, tốc độ cực nhanh. Ở tiên tộc có bốn người im lặng không nói nhanh chóng bay đi. Chẳng qua với tốc độ của bọn họ muốn đi tới địa phương giao chiến thì dù có triển khai toàn lực có lẽ cũng phải mất thời gian nửa tháng. Dù sao tiên cương đại lục thật sự rất lớn, mà bọn họ không có tu vi như cổ đạo và Vương Lâm. Tại trung tâm của vùng bình nguyên mênh mông kia, cơn lốc biển cuốn động lan tới, tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa. Gần vạn vụ cầu tràn ngập quanh thân thể Vương Lâm nổ tung. Sau khi tất cả vụ cầu tiêu tán, khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui lại phía sau. Liên tiếp lui lại mấy trăm trượng, lại phun máu tươi một lần nữa, tầng sáng sẫm quanh thân thể cũng sụp đổ. Còn về phía cổ đạo, vụ thú bên ngoài thân thể chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng giống thể lương, thân thể tiêu tán, khiến sương mù quanh thân thể cổ đạo đại thiên tôn nhanh chóng giảm đi, dần dần biến mất hoàn toàn. Sau khi sương mù hoàn toàn biến mất, hình dáng thần bí của hắn cũng dần dần hiện rõ ra. Ngươi vì thấy rõ tướng mạo ta mà không tiếc bị thương. Ở cách Vương Lâm mấy trăm trượng, cổ đạo chậm rãi mở miệng, sương mù bên ngoài thân thể đã mỏng manh, chỉ còn lại một số ít sương mù còn bao phủ, miễn cưỡng lộ ra dung mạo hắn. Ngươi muốn xem vậy thì xem đi, trong vô số năm ngươi là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo ta. Thân thể cả đạo gầy gò, mặc thanh bào, tay phải không có tay, mái tóc màu xám,
Hắn nhìn Vương Lâm, sương mù trên khuôn mặt dần tán đi hoàn toàn. Vương Lâm ở bên ngoài mấy trăm trượng cùng nhìn đối phương. Trong nháy mắt khi sương mù trên mặt đối phương tán đi toàn bộ, hắn rốt cục cũng thấy được tướng mạo của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Sau khi thấy rõ, hắn không lộ ra vẻ ngạc nhiên chút nào mà thở dài. Quả nhiên là ngươi. Cổ Đạo trầm mặc. Ta nên gọi ngươi là Cổ Tổ hay là Cổ Đạo? Vương Lâm nhìn khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nói. Tướng mạo của Cổ Đạo bất ngờ giống hệt pho tượng Cổ Tổ trong ba hoàng thành cổ tộc. Cũng có thể nói tướng mạo của ngươi đã phản ngươi. Pho tượng trong hoàng thành hoàn toàn khác theo hình dáng ngươi. Vương Lâm nhìn Cổ Đạo, dáng vẻ đối phương mang theo vẻ tang thương. Ta là Cổ Đạo, cùng là Cổ Tổ. Khuôn mặt Cổ Đạo lộ vẻ buồn bã, chậm rãi nói. Ta có được một phần ký ức và ý chí của Cổ Tổ. Bảo vệ cổ tộc, bảo vệ hậu nhân của hoàng tộc. Tướng mạo của ta cũng sau khi hấp thu bộ phận ký ức và ý chí này mà thay đổi từ từ biến thành thế này. Giọng nói của Cổ Đạo âm trầm. Khoảng cách lớn nhất mà ngươi có thể đi có lẽ là ở đây rồi. Nghe đồn ngươi đánh chết đại thiên tôn của tiên tộc trên mặt đất tiên tộc, sợ rằng cùng là nhầm lẫn. Hẳn là khi tiên tộc xâm lấn, vượt qua giới tuyến tại trung tâm của biển rộng này ngươi mới đánh chết được. Vương Lâm đã hiểu rõ hơn rất nhiều, nhiều chuyện vốn khó hiểu lúc này từ từ đã có đáp án. Hắn mãi vẫn không giải thích được, với tu vi của Cổ Đạo thì hoàn toàn có thể hủy diệt tiên tộc, khiến tiên cương đại lục từ nay về sau vô tiên. Nhưng vô số năm qua tiên tộc vẫn luôn tồn tại. Đạt được ký ức và ý chí của Cổ Tổ xong, hẳn là ngươi đồng thời có được cơ duyên cũng bị một số hạn chế. Vương Lâm nhìn đối phương, than nhẹ một tiếng. Khi hoàn toàn thay đổi, ta cũng cảm nhận được sự hạn chế. Ta không thể đi quá xa mặt đất của cổ tộc. Một khi đi quá xa, toàn bộ tu vi của ta cũng tan biến. Thần sắc Cổ Đạo bình tĩnh, không có vẻ bất đắc dĩ, không có vẻ khổ sở. Tại sao lại muốn ngăn cản ta rời đi? Vương Lâm lại hỏi tới vấn đề này. Ta sau khi đạt được ký ức của cổ tổ, vô số năm qua tự mình cảm nhận được một chuyện. Một số, ta không thể giải thích, không thể tin nhưng lại rất chân thật. Cổ Đạo than khẽ, hắn nhìn bốn phía, nhìn mặt đất nơi này, nhìn về hướng cổ tộc. Có lẽ là thật, có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Cổ Đạo lắc đầu, hắn không trả lời vấn đề này của Vương Lâm mà sau khi thì thào, hai mắt lộ vẻ quyết đoán. Đánh một trận đi, thắng ta không có lực lượng ngăn cản bước chân ngươi thì ngươi có thể rời đi. Ta có thể cảm nhận được ngươi còn chưa dùng toàn lực, sau đây ta sẽ không nương tay nữa đâu. Thuật cực mạnh của ta có hai loại, một loại là cổ hóa thiên địa. Trong ký ức của cổ tổ, hắn được sinh ra từ trong hư vô. Hắn vẫn luôn cho rằng hai mắt hắn có thể hóa thành nhật nguyệt, máu hắn có thể hóa thành sông đài biển rộng, xương hắn có thể biến thành núi non. Hai tay hắn che lại sẽ thành bầu trời, thân thể hắn nằm xuống có thể trở thành mặt đất. Bởi vì niềm tin của hắn, bởi vì suy nghĩ của hắn, hắn đã dùng lực lượng suốt đời hắn để sáng tạo ra thuật này, cổ hóa thiên địa. Thuật này sau khi ta được truyền thừa cũng chưa bao giờ thi triển ra. Đây là lần đầu tiên. Cổ Đạo nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt va chạm với Cổ Đạo. Ta ở trong tổ miếu của Thủy Cổ Hoàng Thành đã từng thấy một thân ảnh. Thân ảnh nọ bước về phía bầu trời, một bước này khiến ta rung động rất lớn. Cây đạp thiên kiều thứ năm ta đắm chìm trong thế giới luân hồi, không biết trải qua bao lâu. Ngoại trừ cảm ngộ bắt cực đạo ra ta còn hiểu được một bước chân này. Ta vốn không thể vượt qua cây cầu thứ năm nhưng dựa vào một bước này mà lại hoàn thành được. Một bước này ta gọi là đạp thiên nhất bộ. Vương Lâm vừa nói, hai mắt cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Trận chiến này đã không thể tránh, vậy thì Vương Lâm rốt cục phải đánh một trận. Nếu ngươi có thể tiếp được thuật này thì ngươi có tư cách chứng kiến một thức đạo thiên mà ta nghiên cứu qua vô số năm mới thành. Sau khi nghe thấy Vương Lâm đã vượt qua đạp thiên kiểu thứ năm, Cổ Đạo trầm mặc trong chốc lát, mở miệng vung tay phải lên, phất về phía bầu trời. Một cái phất tay này lập tức khiến phía sau hắn xuất hiện vô số ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này đột nhiên hiện ra, ngưng tụ lại trong nháy mắt. Ngay phía sau Cổ Đạo liền ngưng tụ ra một thân ảnh ánh sáng lớn. Thân ảnh này toàn bị ánh sáng bao phủ, không nhìn rõ hình dáng nhưng sau khi xuất hiện liền mở miệng, hút mạnh một hơi. Một cái hút này khiến thiên địa âm vang, chỉ thấy lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ầm ầm cuồng tới. Phạm vi nhanh chóng mở rộng ra, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm 10 vạn, 100 vạn, thậm chí là phạm vi lớn hơn, thậm chí là cả vùng bình nguyên mênh mông này cũng bị bao phủ trong đó. Lực lượng thiên địa mênh mông ầm ầm cuốn tới, bị thân ảnh này hấp thu, phạm vi lại tiếp tục lan tràn ra, vượt qua cả vùng đất này, sau đó ầm ầm tràn về phía tiên tộc và cổ tộc. Sau khi tới gần khu vực biên rộng mênh mông của tiên tộc, bốn đạo cầu vồng do đám người Cửu Đế Đại Thiên Tôn hình thành bỗng nhiên sững lại, đều khiếp sợ nhìn về phía xa xa, có cảm giác như hồn phi phách tán. Chuyện tương tự cũng phát sinh tại mặt đất cổ tộc với ba người Tống Thiên. Vừa xuất hiện bọn họ lập tức cảm nhận được luồng lực hút kinh người từ trên biển rộng mênh mông, cảm nhận được thiên địa bốn phía như bị cuốn đi,
tiến thăng tới vị trí xa xôi kia. Tại trung tâm của biển rộng mênh mông, thân ảnh ánh sáng nọ cắn nuốt lực lượng thiên địa, thân hình bành trướng với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành cao mấy trượng, vẫn còn tiếp tục phát triển. Một lát sau, Vương Lâm ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy nửa trên của thân ảnh này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chân của hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn không biết cuối cùng thân ảnh ánh sáng này có thể cao tới bao nhiêu, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra. Nếu giờ phút này từ bên ngoài Tiên Cương Đại Lục nhìn lại thì nhất định có thể thấy một người khổng lồ đứng trên Tiên Cương Đại Lục. Đội trời đạp đất. Cổ tổ. Vương Lâm nhìn thân ảnh còn đang bành trướng kia. Hắn không biết thân ảnh này cuối cùng sẽ lớn tới mức nào. Có lẽ sẽ bao trùm trời đất, có thể so với một vùng tinh vực. Cho tới khi lực lượng trong thiên địa bị cuốn tới đây toàn bộ thì thân ảnh này mới từ từ dừng bành trướng. Nhưng cho dù dừng lại thì thân thể khổng lồ này cũng có thể mang lại cho Vương Lâm một luồng uy áp khó có thể hình dung nổi. Cổ hóa thiên địa. Vương Lâm nhìn bầu trời, trong khi trầm mặc thần thức bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ. Vừa khuếch tán ra, hắn liền cảm nhận được một hình ảnh kỳ dị. Thân ảnh khổng lồ này mở hai mắt, một mắt trở thành mặt trời sáng ngời trên bầu trời, một mắt trở thành mặt trăng. Mà máu dần dần chảy ra ngoài thân thể, hình thành sông ngòi hái dương trên mặt đất. Hai tay hắn giơ lên che lại, bất ngờ hóa thành bầu trời xanh thẳm. Thân hình hắn ầm ầm đổ xuống, trở thành mặt đất, xương cốt hóa thành từng dãy núi dài. Vương Lâm cảm nhận được cảnh tượng này, hai mắt đột nhiên đau đớn, mơ hồ chảy máu. Hình như có một luồng lực lượng lớn lao muốn lôi hai mắt của hắn ra. Dùng một mắt làm mặt trời, một mắt làm mặt trăng. Hai tay hắn run rẩy, giống như bị lực lượng này đẫn đắt, muốn giơ lên hóa thành bầu trời. Thân thể hắn dưới luồng lực lượng kỳ dị này giống như muốn trở thành mặt đất. Đây là một loại tín thuật. Một loại tín thuật mãnh liệt tới cực hạn, có thể thay đổi thế giới, thay đổi thời gian và không gian. Hễ là người bị tín niệm bao phủ đều trở thành một trong những tín niệm kỳ dị của thuật này. Trong luồng tín niệm này, Vương Lâm hít sâu một hơi. Hai mắt dần dần bình tĩnh lại, không muốn vội phá vỡ thuật này mà nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh thân ảnh ôm thi thể kia. Đứng trên đỉnh ngọn núi tuyết bảy màu, ngửa mặt lên trời gầm giống thể lương. Thân ảnh hướng về phía bầu trời bước từng bước một. Một bước này không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sau không biết bao nhiêu lần, chân phải Vương Lâm chậm rãi giơ lên. Hướng về phía bầu trời của thế giới do tín niệm cổ tổ sáng tạo ra này, bước một bước. Một bước này Vương Lâm cảm thấy có một loại ảo giác, mình chính là thân ảnh kia. Bản thân đang ôm thi thể kia ngửa mặt lên trời gầm thét thể lương. Một cảm giác bi thương không cách nào hình dung nổi nảy sinh trong lòng hắn. Cảm giác bi thương này đau đớn như bóp nát trái tim hắn. Hắn giống như quên bản thân đang đấu pháp với cổ đạo, quên đi chuyện phải trở lại động phủ giới. Ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu hắn hiện giờ lại đau thương vô tận, tuyệt vọng và phẫn nộ. Luồng phẫn nộ này khiến một bước này của Vương Lâm bỗng nhiên hạ xuống. Đạp thiên nhất bộ. Một bước này hạ xuống, phi nộ trong lòng Vương Lâm như được tiết ra theo chân phải hắn, bỗng nhiên ầm vang thiên địa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt này giống như đạt tới một cảnh giới không cách nào hình dung nổi, một bước kia đạp thiên mà đi. Toàn bộ thế giới giống như nằm dưới chân hắn, chúng sinh toàn bộ đều ở dưới chân hắn. Quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, tất cả trong một bước này đều tan thành mây khói. Toàn bộ bầu trời lúc này xuất hiện vô số khe nứt, âm âm sụp đổ, vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược lại, khiến cho thiên không không còn nữa. Trời sụp. Khi Vương Lâm đẫm chân phải xuống rồi ngẩng đầu lên, núi lỡ, nhật nguyệt tiêu tán, sông dài biên rộng tan rã. Mặt đất và bầu trời, cả thế giới do cổ hóa thiên địa tạo thành ầm ầm sụp đổ. Thân thể cổ đạo run lên, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại hơn trăm trượng, lúc này mới dừng lại được, sắc mặt lần đầu tiên tái nhợt. Đạp thiên cảnh, đây hoàn toàn là đạp thiên cảnh. Thần sắc của hắn lộ vẻ khiếp sợ, nhìn lại một bước vừa rồi của Vương Lâm. Trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ như vừa thức tỉnh. Vương Lâm đừng ở trong thiên địa, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo cảnh. Hắn nhắm hai mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra, trong mắt vẫn lưu lại vẻ đau thương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục là bình thường, rất lâu, rất lâu. Ngươi đã đi qua mấy cây cầu? Cổ đạo sau một nén nhanh mới nhìn Vương Lâm đây phức tạp, chậm rãi nói. 7 cây, cây thứ 8 thất bại. Vương Lâm nhắm mắt lại, giống như muốn lưu lại đau thương, không cho tán đi. 7 cây cầu. Cổ đạo cười khô, hắn nhìn thật sâu Vương Lâm. Một bước kia hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ý niệm đạp thiên. Loại ý niệm này là biểu hiện của tín niệm cực hạn. Với tu vi của hắn ngày hôm nay cũng không thể xuất ra một bước kia. Ta có lẽ thật sự không có cách nào lưu ngươi lại. Cổ đạo thở dài, vẻ phức tạp trong hai mắt biến thành kiên định, nói từng lời một. Nhưng ta cũng không cách nào bỏ cuộc như vậy. Ta dùng thời gian suốt đời để nghĩ ra một thức đạp thiên. Ta đặt tên thuật này là đạp thiên bởi vì thuật này là tín niệm của cả đời cổ đạo ta biến thành.
Ta có lẽ không cường đại như cổ tổ nhưng tín niệm của ta bất đồng với hắn. Tín niệm của hắn là hóa thành thiên địa, cũng bởi tín niệm này tồn tại cho nên ta không thể rời khỏi mặt đất của cổ tộc quá xa. Có lẽ trong suy nghĩ của cả tổ, phạm vi của tiên tộc kia không phải do hắn biến thành, là địa phương giáng căm hận. Mà tín niệm của ta lại là khiến thiên địa không thể ngăn được tầm mắt của ta, để cho thiên địa này không thể cản được thân thể ta. Để cho nhật nguyệt thương khung, cho cả tiên cương đại lục này không thể mê hoặc tâm ta. Một thức đạp thiên này là dùng tâm ta làm đạo. Lấy đạo đạp thiên, dùng thiên làm thang, đạp thiên nhìn xuống. Cổ đạo vừa nói, hai tay vừa giơ lên, vung về phía bầu trời. Bầu trời âm vang, xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này bao phủ toàn bộ bình nguyên rộng lớn. Giống như tới ngày tận thế, tay phải cổ đạo vung lên, bỗng nhiên điểm về phía Vương Lâm. Ngươi là thiên. Giọng nói của cổ đạo âm vang giống như lôi đình gào thét, cũng lộ ra một luồng tín niệm lớn lao. Một chỉ của hắn điểm tới, bốn phía Vương Lâm xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Hắn hình như nhận thấy, ngẩng phát đầu. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy trên bầu trời thình lình có một bàn chân khổng lồ biến ảo ra, hướng về phía hắn đẫm mạnh một cái. Sau 200 năm, Vương Lâm lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh, tử mãnh liệt. Những người đạt tới đạp thiên cảnh đều có lực lượng vô thượng. Vương Lâm có thể từ thân ảnh quen thuộc kia hiểu ra đạp thiên nhất bộ thì cổ đạo cũng có thể dựa vào. Tài trí kinh người vào tín niệm vài vào vạn năm để cảm ngộ ra một thức thần thông thuộc về cổ đạo, một thức đạp thiên này. Chúng sinh đều muốn đạp thiên mà đi, không tin không sợ. Vào giờ khắc này, câu nói trên đạp thiên kiêu thứ 8 lại một lần nữa hiện lên trong đầu Vương Lâm. Giờ phút này hắn nhìn cổ đạo, trong đầu không khỏi hiện lên câu nói kia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, thế gian này người cũng tốt, thú cũng thế. Dù là tồn tại linh hồn cũng đều có ý muốn đạp thiên. Như hắn năm đó ở trong động phủ dưới trả lời Lý Thiến Mai ba vấn đề. Thiên địa là một vòng tròn, mà ngoài vòng tròn đó còn có vòng tròn khác. Có rất ít người sinh ra lại vô tâm, chúng sinh trên thế gian này đều có những ý niệm giống nhau, tồn tại một loại khát vọng tự do. Một suy nghĩ không muốn bị câu thúc, pháp tắc của thế gian này là những vòng tròn lớn. Nghèo khó, phú quý, trung dung đều là một đám vòng tròn. Tu chân giới mạnh được yếu thú cũng là một vòng tròn. Toàn bộ thiên địa này cũng là một nhà lao hình tròn. Cả mưa gió trên trời, sao sáng trong tinh không cũng là những vòng tròn mà thôi. Đi ra khỏi cái vòng này lại thấy rất nhiều vòng khác. Cho tới khi đạp thiên, đạp lên trời đất mây gió. Từ bên trong vạn vật chúng sinh đi ra, bước một bước cuối cùng kia. Từ đó về sau không bị tiếp tục che mắt, không bị pháp tắc mê hoặc. Đó mới thực sự giống như trong đạo kinh, phụng chí tu chân. Vương Lâm lẩm bẩm, nhìn cái chân khổng lồ từ trên bầu trời đạp xuống. Hắn hình như đã minh bạch, đã đốn ngộ rồi. Sinh tử, nhân quả, chân giả. Sinh tử là sợi dây, vô số kiếp này kiếp sau kết nối lại. Tạo thành vô số vòng tròn, hợp thành một tấm lưới. Lưới này là nhân quả. Tấm lưới nhân quả này ở bên trong dòng sông luân hồi, tìm kiếm bản thân ta. Ở trong dòng sông luân hồi này tồn tại hư ảo và chân thật. Có đôi mắt có thể nhìn thấu chân giả thì mới có thể tung tấm lưới này mà tìm được bản thân. Hư bổn nguyên của ta sau khi chân giả đại thành. Ở bên trong Đông Lâm Tông kia cảm ngộ ra đạo hư bổn nguyên thứ tư là luân hồi. Chẳng qua sau mấy trăm năm ta vẫn không thể hiểu được luân hồi rốt cục là gì. Cái gì là luân hồi? Ta từng tưởng rằng cai quản kiếp này kiếp sau là một luồng lực lượng pháp tắc. Cho tới khi quốc sư đạo cổ nói cho ta biết rằng chỉ cần đưa Uyển Nhi vào trong thái cổ thần cảnh. Thi triển là lực lượng luân hồi là có thể chính thức phục sinh. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu, đến cuối cùng thì cái gì là lực lượng luân hồi. Ta vẫn cho rằng đó là một loại pháp tắc trong thiên địa như trước. Cho tới hôm nay ta rốt cục đã hiểu rõ, luân hồi chính là thiên địa. Dùng tấm lưới nhân quả trong tay ta tung lên trời tìm kiếm bản ngã, tìm được chính mình. Trong đầu Vương Lâm ầm vang, tất cả ý niệm đều hiển hiện ra trong nháy mắt. Lưu chuyển toàn bộ suy nghĩ của hắn chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Trong thời khắc này, hắn đã minh ngộ rồi. Trong cơ thể hắn vốn có tam đại hư bổn nguyên, giờ phút này bất ngờ có thêm một bổn nguyên. Đó chính là luân hồi mà hắn vừa hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Vương Lâm trầm mặc, bàn chân khổng lồ trên đỉnh đầu đang dẫm xuống không ngờ còn cách chưa tới trăm trượng. Nhưng vào lúc này, trong tiếng ầm vang, một tiếng động kỳ dị vang vọng khắp thiên địa. Đó là tiếng gió. Đó là cổ mạch thương khung khúc. Đó là đệ nhất âm trong cửu khúc. Sau đó là âm thanh thứ hai, thứ ba, cho tới thứ chín bỗng nhiên xuất hiện là thiên, địa. Phong lôi vũ, tạng, thân cuối cùng là khúc của huyết mạch. Khúc thương khung vang lên từ trong thân thể Vương Lâm, tràn ngập thiên địa. Bàn chân không lô kia trong cửu khúc này giống như bị làm chậm lại. Khúc nhạc mỹ điệu này không cách nào hình dung nổi. Nó vần quanh thiên địa, tràn ngập bổn phương tám hướng. Trong khi toàn bộ cửu khúc xuất hiện, trên bầu trời liền xuất hiện nhất tướng. Kim thiên, hắc địa. Bầu trời màu vàng kim, mặt đất màu đen giống như hư ảo.
không chân thực nhưng lại hiện ra rõ ràng trong mắt Vương Lâm, khiến cho cổ đạo chấn động tâm thần. Sau khi đệ nhất tướng xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lộ ra hào quang màu bạc. Hào quang vô tận này chính là đệ nhị tướng. Cửu khúc tam tướng, năm đó Vương Lâm khi gặp cổ đạo lần đầu không phát ra đầy đủ mà còn thiếu một khúc một tướng. Ở trong đạo cổ hoàng cung, lần thứ hai xuất hiện, toàn bộ cửu khúc hiện ra nhưng vẫn thiếu một tướng. Lúc này ở trong vùng bình nguyên mênh mông này, tại bức tường do cơn lốc nước biển tạo thành, khi một thức thần thông của cổ đạo Đại Thiên Tôn đánh tới, cửu khúc tam tướng lại xuất hiện lần thứ ba. Chẳng qua lần thứ ba này, cửu khúc mặc dù xuất hiện toàn bộ nhưng đệ tam tướng mãi vẫn không xuất hiện, giống như còn kém một chút, còn thiếu một điểm vậy. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về bàn chân khổng lồ đang dẫm xuống kia mà xuyên thấu thuật này, nhìn về phía hư vô bên ngoài. Lúc này đầu óc hắn minh mẫn, có cảm giác minh ngộ, hắn biết rõ là mình còn thiếu cái gì. Phần thân trong hư vô toàn bộ tới đây, dung hợp với ta. Hắn thiếu chính là thứ tồn tại giống như cổ tổ và tiên tổ cũng được hư vô sinh ra và tán thành. Ngay lập tức khi lời nói của hắn truyền ra, trong hư vô tràn đầy pháp tắc của tinh cương đại lục. Ở bên trong một đài đá rất lớn, có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Hắn đã ngồi ở đây trong thời gian gần ngàn năm. Giờ phút này hắn như nghe thấy lời kêu gọi, mở bừng hai mắt. Trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng ngời, tướng mạo của hắn giống hệt Vương Lâm. Chính là phần thân trong hư vô của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, đài đá kia bùng nổ. Chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bắn ra, giống như vỏ trứng tỏa về tám phương. Thân ảnh kia đứng dậy, đi về phía trước một bước, hoàn toàn biến mất. Trên tinh cương đại lục, trong bình nguyên bao la kia, tường nước hơi nghiêng đi, theo giọng nói của Vương Lâm. Trong dòng xoáy xuất hiện bàn chân khổng lồ trên bầu trời thình lình có một người đi ra. Người này bước tới, trong ánh mắt rung động của cổ đạo. Đi tới trước người Vương Lâm, thân thể chồng lên người hắn, dung hợp với nhau. Trong nháy mắt khi dung hợp, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, vang vọng thiên địa. Dư âm tạo thành biến hóa kỳ dị, hóa thành tiếng khóc nỉ non như của trẻ con. Tiếng khóc này vang vọng trong trời đất truyền khắp vùng bình nguyên rộng lớn, truyền tới mặt đất của cổ tổ, tới ba hoàng thành của Tam Mạch. Lúc này ba pho tượng cổ tổ đồng thời xuất hiện một khe nứt. Nó truyền tới mặt đất của tiên tộc, pho tượng tiên tổ ở hoàng thành cũng xuất hiện khe nứt. Cả mặt đất của cổ tộc xuất hiện địa khí phun trào, ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ. Đó là cổ tổ, mà giờ phút này trên mặt đất của tiên tộc, địa khí cũng tràn ngập, ngưng tụ ra thân ảnh thứ hai trên tiên cương đại lục, đó là tiên tổ. Hai thân ảnh này người thường không thể nhìn thấy, chỉ có Đại Thiên Tôn mới có thể cảm thụ được. Trong vùng bình nguyên mênh mông giờ phút này bỗng xuất hiện thân ảnh thứ ba. Thân ảnh này đã vượt qua tiên cổ, bay vọt lên. Cửu khúc thương khung cất lên, thiên, địa, phong, lôi, tạng, thân, một khúc cuối cùng là huyết mạch vang vọng. Tam tướng bắt đầu là kim thiên, hắc địa, ngân mục cùng hiện ra, tự khúc phi khúc. Cửu khúc tam tướng đã lưu truyền trong truyền thuyết trên tiên cương đại lục vô số vạn năm. Mà mỗi một truyền thuyết đều nói rằng khi cửu khúc tam tướng đồng thời xuất hiện thì người truyền thừa của tiên tổ hoặc cổ tổ sẽ xuất hiện. Thời khắc này tại tổ thành của tiên tổ, tại ba hoàng thành của cổ tộc, tượng của tiên tổ và cổ tổ đồng thời xuất hiện vết nứt. Lúc này ở trung tâm của vùng bình nguyên mênh mông, khi cơn lốc nước biển nghiêng đi, cổ đạo Đại Thiên Tôn tự mình nhìn thấy cảnh tượng trong truyền thuyết này. Vào lúc này, thân ảnh cự đại do địa khí ngưng tụ thành trên đại địa của cổ tộc đang đứng trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt đất của tiên tộc cũng có thân ảnh khổng lồ do địa khí ngưng tụ huyễn hóa ra. Hai thân ảnh này đều đứng giữa thiên địa, mà ở giữa hai thân ảnh này lại xuất hiện thân ảnh thứ ba, vừa xuất hiện liền tỏa sáng khắp thương khung. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Thân ảnh này đúng thực là Vương Lâm. Đây là tồn tại thứ ba ngoài tiên và cổ. Vương Lâm nhắm hai mắt, trong nháy mắt khi dung hợp với phần thân trong hư vô, một tia lực lượng tiên cổ dung hợp trong thân thể hắn đã vận chuyển cả trăm năm lúc này tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành được một vòng chỉ thiên, liên miên không dứt, tạo thành một lực lượng kỳ dị do tiên cổ dung hợp trong cơ thể hắn. Vương Lâm ẩn ẩn có một cảm giác minh ngộ. Đợi tới khi hư bôn nguyên cũng hoàn toàn xuất hiện chân thân, tiên cổ sẽ dung hợp hoàn mỹ trong cơ thể hắn. Từ đó về sau trên người hắn không có tiên cổ, chỉ có lực lượng thuộc về bản thân hắn. Lúc này hắn đã có đủ khí lực tung lưới vào trong luân hồi, mở ra được bản thân. Hắn không biết trải qua bao lâu, giống như năm tháng vĩnh hằng đã trôi qua, cũng giống như chỉ trong nháy mắt. Vương Lâm mở hai mắt, phía trên hắn là đạo thiên thuật do thần thông của cổ đạo Đại Thiên Tôn biến thành. Một cước không lô kia giống như mất đi lực lượng trói buộc, ầm ầm hạ xuống. Trong một khắc khi nó hạ xuống còn cách 10 trượng, Vương Lâm than khẽ mi tiếng. Sau khi dung hợp với phần thân trong hư vô, cửu khúc tam tướng xuất hiện, tu vi của hắn đã vượt qua tất cả tồn tại trên tiên cương. Dù là tiên tổ cổ tổ tại thế thì hắn cũng có tư cách đánh một trận. Tiên cương đại lục từ nay về sau ngoài truyền thuyết thuộc về tiên tổ cổ tổ còn có dấu chân của Vương Lâm hắn.
Một thức thần thông này của cổ đạo vào giờ phút này khi Vương Lâm nhìn lại thì mới chỉ ở đạp thiên cảnh mà thôi. Hắn trầm mặc, khi một bước chân lớn kia hạ xuống chỉ còn cách 10 trượng, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía bàn chân đó điểm một chỉ. Dưới một chỉ này, bàn chân khổng lồ kia ầm ầm chấn động, sụp đổ trước mặt Vương Lâm, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hình thành một cơn cuồng phong, cuốn những mảnh vỡ này tiêu tán trong thiên địa, tiêu tán trong mắt của cổ đạo đại thiên tôn. Cổ đạo trầm mặc, vẻ tang thương trên mặt thoáng cái càng nhiều hơn. Mơ hồ lộ ra một tia uể oải và giải thoát. Ta không thể ngăn được bước chân ngươi, nhưng ta hy vọng vào 300 năm sau khi Thái Cả thần cánh mở ra, ngươi có thể từ bên cổ tổ bước vào. Cổ đạo nhìn Vương Lâm, hai tay ôm quyền, hướng về phía Vương Lâm vái sâu một cái. Vương Lâm trầm mặc, hắn nhìn cổ đạo đại thiên tôn, một lát sau liền gật đầu. Cổ đạo nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra một lần nữa liền khôi phục lại bình thường, sương mù bên ngoài cơ thể lại biến ảo ra một lần nữa, cuối cùng bao phủ cả thân ảnh hắn. Cuốn tới tám phương, mang theo thân thể hắn cuồn cuộn lên không, hướng về phía phương hướng của cổ tộc mà bay đi. Vương Lâm nhìn về phương hướng cổ đạo rời đi. Cho tới khi trong thiên địa không còn sương mù nữa, cho tới khi tiếng ầm vang bốn phía dần dần tiêu tán, cơn lốc nước biển lại gầm thét, hắn thu hồi ánh mắt, bước từng bước đi về phía cơn lốc. Xuyên thấu qua cơn lốc này, hắn liền tiến vào bên trong phạm vi của tiên tộc. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bước lên mặt đất của tiên tộc. Một trận chiến này sau khi hai người rời đi liền tan thành mây khói, cổ đạo thua, cường giả mạnh nhất tiên cương đại lục từ nay về sau không còn thuộc về cổ đạo mà đã là Vương Lâm. Chẳng qua trận chiến này trừ mấy đại thiên tôn đang lao tới hơi phát hiện ra thì những người còn lại căn bản không hề biết tới. Vào ngày thứ 12 sau khi Vương Lâm rời đi, tại trung tâm của vùng bình nguyên này, bảy đạo cầu vồng từ hai hướng gào thét bay tới. Ở bên cạnh bức tường nước này hóa thành bảy người. Bảy người này bất ngờ hóa thành bảy đại thiên tôn của tiên cương đại lục. Bọn họ tất nhiên đều biết nhau, tuy ở hai phe nhưng giờ phút này trong đầu không hề có ý niệm chém giết mà nhìn về nơi này. Sau khi tản ra thần thức quan sát liền trở nên trầm mặc. Đám người cửu đế ở bên trong bức tường nước, không bước ra nửa bước, không đi xuyên qua tới phạm vi của cổ tộc nhưng không ảnh hưởng tới phạm vi quan sát của thần thức bọn họ. Huyền La nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt khi thần thức tản ra, thân thể hắn chấn động. Trận chiến kinh thiên động địa ở nơi này sau khi kết thúc nhưng vẫn còn có quy tắc thiên địa biến hóa còn tồn tại. Dấu vết chiến đấu này mấy trăm năm cũng không tiêu tan. Tống Thiên thì thào, hắn cũng cảm nhận được quy tắc thiên địa vỡ vụn kinh người ở nơi này. Còn có đại thiên tôn thần bí của cực cổ nhất mạch. Hắn mang theo một cái mặt nạ, nhìn không thấy vẻ mặt. Chỉ biết đây là một nam tử, hắn đứng nơi đó, trong mắt hiện lên một tia giang động. Cổ đạo đại thiên tôn giao chiến với người khác, nhưng mặc kệ đó là ai. Trận chiến này hiển nhiên là cổ đạo đại thiên tôn chiến thắng. Là, Vương Lâm sao? Huyền La mở hai mắt, hắn hơi không dám khẳng định. Ở bên trong bức tường nước, bốn đại thiên tôn đến từ tiên tộc giờ phút này cùng trầm mặc. Đều tự thu hồi thần thức, nhìn về chiến trường chống trải nọ. Bọn họ không tưởng tượng nổi ở nơi này nhiều ngày trước đã có một trận chiến như thế nào. Hẳn là không phải hắn đâu. Đạo Nhất trầm mặc. Có thể đánh một trận với cổ đạo, lưu lại chiến trường kinh người như thế. Trận chiến này nếu được thấy tận mắt thì đối với tu vi của ta hẳn sẽ có ích. Cửu đế than khẽ, hắn cũng hoài nghi người đánh với cổ đạo một trận rốt cục là ai, có phải là Vương Lâm hay không. Võ Phong nhìn chiến trường, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, quy tắc thiên địa nơi này tan nát. Khí tức rối loạn, không cho người ta thấy rõ toàn bộ, không thể tự mình điều tra được. Trên thực tế bọn họ sở dĩ tới nơi này ngoài nguyên nhân kinh hãi vì biến hóa của thiên địa do cuộc chiến này ra còn muốn tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc này hiển nhiên là không được rồi. Hai cô bé song từ đại thiên tôn lúc này đã dung hợp, hóa thành một nữ tử xinh đẹp, nàng thủy chung trầm mặc. Chẳng qua dù là nàng thì đối với thân phận người lúc trước giao chiến với cổ đạo cũng có nghi ngờ. Thời gian trôi qua, bảy người này đứng lại ở nơi này một nén nhang, ánh mắt ngưng tụ với nhau, dần dần khiến cho không khí bốn phía mơ hồ có áp lực và sát khí. Ba vị đạo hữu cổ tộc, lão phu có một đề nghị. Trong khi bảy người châm ngâm nhìn nhau, ánh mắt cửu đế chợt lóe lên, đột nhiên mở miệng. Hắn sau khi nói xong thì ba người Tống Thiên liền lạnh lùng nhìn lại. Chúng ta giao chiến trong thời gian ngắn cũng không có kết quả gì, mà bốn người chúng ta tuyệt đối không bước sang bên đó, cho nên không cần ra tay vô vị làm gì. Các ngươi tới nơi này vậy thì cũng có ý muốn xem cuộc chiến. Chẳng qua lúc này chiến đấu đã chấm dứt từ lâu, mà khí tức ở nơi này rối loạn, quy tắc thiên địa vỡ vụn. Dựa theo dự tính của lão phu thì mấy ngày nữa nơi này sẽ có thiên địa sụp đổ, biến thành một vùng tử địa. Tới lúc đó rồi thì trừ phi là hai người giao chiến, nếu không những người còn lại không có khả năng phát hiện ra tình hình cụ thể khi giao chiến nữa. Đến lúc đó thì chúng ta cũng đánh mất cơ hội học hỏi ở nơi này. Lão phu có một thần thông, có tự tin nếu bảy người chúng ta hợp lực thi triển thì có thể tạm thời nghịch chuyển, khôi phục lại trận đánh kinh thiên ở nơi này. Có thể sẽ khiến thần thức chúng ta dung nhập được vào nơi này.
giống như bản thân như tận mắt xem được cuộc chiến nọ. Không biết ý ba vị đạo hữu thế nào? Cửu Đế chậm rãi nói. Lão Phu thầm mong có thể chứng kiến cảnh tượng đó. Không có ý gì khác, ta có thể phát lời thề tín niệm. Cửu Đế nói xong, Võ Phong bên cạnh hắn hơi trầm ngâm, cũng mở miệng nói. Võ Mỗ cũng có thể thề. Đạo Nhất do dự một chút, nhìn Cửu Đế và Võ Phong rồi gật đầu. Còn về Song Tử, nàng trầm mặc một lát cũng đồng ý với việc này. Ba người Tống Thiên đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lúc liền đồng ý. Với thân phận và tu vi của bọn họ khi nói ra thì lời nói đều đáng tin. Mà ba người bọn họ cũng tự có phương pháp, không lo lắng Cửu Đế dối trá. Lại qua thời gian nửa nén hương, bảy người sau khi chuẩn bị xong, Cửu Đế liền xuất ra một ngọc giản, để cho sáu người còn lại nhìn một cái liền đồng thời bắt quyết, triển khai thần thông nọ. Chỉ thấy bảy luồng sáng lóe lên, tầng tầng lớp lớp bao phủ lên chiến trường. Một lát sau, một tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền ra, bảy người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dần dần, bọn họ thấy trong tầng tầng ánh sáng trên chiến trường xuất hiện hai thân ảnh. Một người là Cổ Đạo Đại Thiên Tôn không thấy rõ tướng mạo. Một người khác cùng không thấy rõ tướng mạo nhưng khí tức trên người liền lập tức khiến bảy người này nhận ra ngay. Vương Lâm. Đúng là hắn. Tâm thần bảy người chấn động, nhưng cảnh tượng tiếp theo bọn họ chứng kiến lại khiến bọn họ hoàn toàn trợn mắt há mồm, thần sắc hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bọn họ thấy thần thông của Cổ Đạo, thấy Đạp Thiên Nhất Bộ của Vương Lâm, thấy một chỉ cuối cùng của Vương Lâm, bước chân khổng lồ kia sụp đổ, Cổ Đạo im lặng rời đi. Tướng mạo Cổ Đạo và những lời nói của Vương Lâm không được bảy người nghe thấy, nhưng chỉ những hình ảnh này đã đủ khiến bảy người này không thể hô hấp được. Cho tới sau khi hình ảnh kết thúc, bảy người trầm mặc thật lâu, bọn họ biết từ nay về sau, bầu trời của Tinh Cương Đại Lục đã thay đổi rồi. Đệ nhất cường giả của Tinh Cương Đại Lục không còn là Cổ Đạo mà là Vương Lâm. Tâm thần Đạo Nhất run rẩy, hắn thân là Đại Thiên Tôn nhưng lại sợ hãi. Sự cường đại của Vương Lâm khiến hắn không thể tin nổi, nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi. Là hắn sao? Trong đầu Cửu Đế hiện lên hình ảnh 72 sinh linh thiên ngoại 100 năm trước ngửa mặt lên trời gầm thét cầu khẩn, giống như nhìn thấy ánh mắt từ trên trời giáng xuống. Đến đây thì cũng khép lại tập 395 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.